Cơ quan thú y vùng 6 cho biết hiện chỉ mới có 17 trên 54 cơ sở nuôi yến ở thành phố Phan Rang, Tháp Chàm được lấy mẫu chim yến, tổ yến và phân yến mang đi xét nghiệm. Các cơ sở còn lại vẫn chưa lấy mẫu được do chủ các cơ sở này không có mặt tại địa phương. Lãnh đạo Viện Pasteur Nha Trang cảnh báo dù gọi là yến nuôi, song thật ra những con yến này vẫn là chim hoang dã, không ai quản lý hoặc biết được đường bay, điểm đến của chúng. Nguồn lây nhiễm virus cúm trên yến xảy ra có thể do chúng giao lưu với những đàn chim hoang dã hoặc ăn phải những con mồi đã nhiễm virus, vì thực tế đã phát hiện ruồi rán cũng nhiễm virus H5N1. Cũng trong ngày 12 tháng 4, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Kiên Giang cho biết vừa tiêu hủy 1.600 con gia cầm nhiễm cúm AH5N1 tại ấp Cây Huệ, xã Hòa An, huyện Rồng Riềng. Đây là ổ dịch lớn thứ hai xuất hiện trên địa bàn tỉnh. Như vậy, có thể thấy hiện nay dịch cúm AH5N1 đang diễn biến theo chiều hướng lây lan rộng.